căn nhà của mình ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, anh Lê Thanh Thu, hay còn được gọi với cái tên thân mật là Mr. Khiu Khiu, đã dành một căn phòng riêng để trưng bày những vật dụng và là nơi để tiếp đón những vị khách cùng chung sở thích về chăm sóc sức khỏe, tinh thần. Nếu cuộc đời là những chuyến đi, thì đối với người đàn ông này, những chuyến đi ấy chính là những tháng ngày được phóng tầm mắt, mở rộng sự hiểu biết để hiểu thêm về những điều thú vị trong cuộc sống. Và những chiếc chuông xoay Tây Tạng này là thành quả của những chuyến đi ấy. Vốn là một giảng viên của các trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh, anh hiểu rõ được tầm quan trọng về những vấn đề liên quan đến sức khỏe của con người. Thế nên, từ nhiều năm nay, anh đã tự tìm tòi, học hỏi những thứ bổ ích, rồi sau đó giới thiệu lại cho mọi người cùng biết đến. Quên hết tất cả muộn phiền đi. Hãy lắng nghe vô, nghe tiếng chuông, lắng nghe hơi thở của mình. Thì nó cơ duyên đến với mình là do là tôi đi học bên thạc sĩ bên Đài Loan. Thì một thời gian mình cũng học được một số bộ môn như phong thủy, rồi một số bộ môn về đông y, rồi về lại Việt Nam thì cũng công tác bên giáo dục. Bác sĩ tốt nhất chính là bản thân mình, liều thuốc tốt nhất chính là thời gian. Thì bản thân mình phải hiểu về cơ thể mình, và thời gian đó chính là mỗi ngày chúng ta đều phải tập. Thì cái về bộ môn chuông xoay này, chuông xoay Tây Tạng này, thì và mình phải nằm đó mình để mình trải nghiệm thử một lần khi người khác đánh, và mình cảm giác wow, tại sao tiếng chuông nó lại đem đến một cái tần số rung động mà nó giải tỏa những cái áp lực trong cuộc sống như vậy. Thế là mình thấy được cái điều tinh túy nó đem đến cho chúng ta. Thì thế là mình áp dụng vào cuộc sống, và thế là chia sẻ lại cho rất là nhiều người về môn này. Bắt đầu scan từ trái ra phải. Bạn sẽ cảm nhận cái rung động của chuông nó đánh cho người bạn. Nó phải scan nó biết bạn nha. Đã từ lâu, chuông xoay Tây Tạng được biết đến như là việc phát ra âm thanh đặc biệt, là một hình thức trị liệu thông qua việc sử dụng nhịp điệu, rung động và tần số. Đó là một trải nghiệm thiền định hướng tâm trí vào trạng thái thư giãn sâu, nơi có thể phục hồi và chữa bệnh. Đây là một phương pháp thực hành cổ xưa có hiệu quả vì những lợi ích tuyệt vời để thiết lập và làm mới lại tâm hồn. Việc sở hữu những chiếc chuông như thế này không phải dễ dàng. Đó cũng là một trong những nguyên nhân mà nhiều người tìm đến Mr. Khiu Khiu để hiểu thêm về những chiếc chuông. Bên cạnh đó, cũng có thể chính bởi vì sự mê hoặc bởi những tiếng chuông như thế này, nhiều người đã tìm đến nhà anh để thỏa sức khám phá, biết thêm những điều mới mẻ, và cũng có thể là có được những giây phút thư giãn sau những bộn bề của cuộc sống. Hướng dẫn chúng ta cái cách mà để sử dụng chuông, thì cảm nhận đầu tiên của Kiều đó là mình đang chuẩn bị tâm sự và trò chuyện với một người bạn. Nó có một cái sự kết nối rất là lạ luôn. Khi mà mình cầm cái chuông xoay lên á, thì mình trân trọng một người bạn, cũng giống như là mình trân trọng chính bản thân của mình, cũng như là mình đang nói chuyện với lại tâm của chính mình. Và nó giúp cho mình cảm thấy là mình nghe được cái tiếng vọng, cái tiếng vọng từ cái tâm của mình ra là à, ngày hôm nay mình phải tốt hơn ngày hôm qua. Trong cuộc sống của mình thì lúc mà mình đi làm á, trong công việc nó rất là nhiều cái áp lực từ mọi cái mối quan hệ trong công việc nó rất là nhiều. Và nhiều khi mà mình gọi là muốn gục luôn. Nhiều khi mà mình chỉ muốn tìm một cái nơi nào đó nó yên tĩnh để mình có thể thư thả, mình thả lỏng cái cơ thể của mình ra. Khi mà mình cảm nhận được cái chuông, khi mà thầy đánh mình thật sự là nó như là thức tỉnh chính mình luôn, làm cho mình rung động trong cái nội tâm của mình á. Sau những giờ lên giảng đường phục vụ cho công tác giáo dục, anh Lê Thanh Thu lại dành khoảng thời gian của mình để tạo ra một không gian để mọi người gạt bỏ những năng lượng tiêu cực. Giữa cuộc sống nhộn nhịp, bao lo toan, thì con người ta cần lắm những khoảng thời gian để lấy lại tinh thần, cùng nhau học cách loại bỏ những suy nghĩ không tốt và mang đến những cảm xúc tích cực hơn. Đây được xem là lần đầu tiên Quang đến với môn thiền, nên là cái sự trải nghiệm của Quang nó cũng lạ lẫm. Cái việc mà tiếp xúc đầu tiên á thì thực sự là cũng hơi khó khăn cho mình, nhưng mình chưa bao giờ mình tiếp xúc với bộ môn này. Nhưng mà sau khi trải nghiệm xong thì Quang cảm thấy thì thật sự nó có một sự cải thiện cũng rõ ràng về cái sức khỏe của Quang. Thí dụ như Quang đi làm thì Quang cũng hay rất là bị đau lưng,
thì khi mà sau một quá trình mà tham gia thử thì Quang cảm thấy nó có cái sự thay đổi rõ rệt. Thì hiện tại được cảm thấy cái tinh thần nó cũng sảng khoái hơn. Em thì là em là người sống rất vội. Không phải là vì mình vội vàng mình làm nhiều điều, nhưng mà tại vì một số người họ sẽ có những cuộc sống rất là êm ả, và họ sẽ có một cái cách làm việc rất là chậm rãi và êm đềm. Nhưng mà đối với một số người thì cái cuộc sống của họ rất là cần phải lo toan về nhiều thứ. Nếu mà trong trường hợp họ đã có thể tận dụng được cái khoảng thời gian tĩnh lặng đó rồi, họ có thể chia sẻ cái sự tĩnh lặng đó cho một hoặc là nhiều người nào đó, đó cũng là một cái hình thức để mà gắn kết mọi người lại với nhau. Thiền thì nó giúp cho chúng ta tĩnh tâm. Thiền thì chúng ta lắng nghe hơi thở. Mỗi ngày chúng ta vội vã cuộc sống, chưa có Covid thì chúng ta sống một cách rất là vội vàng. Thế là sau dính Covid rồi thì sức khỏe chúng ta sẽ ảnh hưởng về phổi là nhiều, mà phổi là khí huyết nữa, mà chúng ta hít thở không khí, rồi phải đeo khẩu trang hoài, thế là thiếu khí, thiếu oxy nhiều. Rồi sau đó là chúng ta sẽ rơi vào rất là nhiều cảm giác, chính là não chúng ta thiếu oxy, chúng ta dễ vô cái mê chậm hoặc là ù lì hoặc là chậm, làm cái gì cũng không muốn làm, không có sức sống. Thì cái bộ môn thiền này giúp chúng ta là chậm lại và chúng ta tĩnh lặng và lắng nghe hơi thở để chúng ta biết cần gì. Sẽ chẳng thể nào đong đếm được phải tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công sức để tìm tòi, học hỏi rồi sưu tầm thành công. Chính vì sự công phu đó, trong căn phòng của mình, anh đã bày trí ngăn nắp những vật dụng mà anh xem như là báu vật của mình. Sự tìm tòi về những cái hay không ngừng tiếp diễn, và nó sẽ đi xa hơn khi lan tỏa những điều bổ ích này. Và cánh cửa nhà của anh sẽ luôn rộng mở để chào đón những ai có cùng sở thích và đam mê hướng đến những giá trị đẹp. Nói về cuộc sống mà, vật chất mà, lẫn luôn tinh thần thì hai cái thứ đó đều đóng cái vai trò quan trọng hết. Nó đều song song với cuộc sống chúng ta. Chúng ta không thể nói chúng ta không cần tiền, chỉ cần sức khỏe. Chúng ta không thể nói chúng ta chỉ cần sức khỏe, không cần tiền. Mỗi cái đều là một cán cân chúng ta phải suy nghĩ. Nhưng mình cần cái gì trong cuộc sống? Nếu như cảm thấy đủ và chúng ta hãy lo cho bản thân chúng ta, nghĩa là mỗi ngày chúng ta chăm sóc cái cơ thể này, phải yêu thương cái cơ thể này, thì cuộc sống nó rất là nhẹ nhàng. Còn nếu chúng ta truy cầu vào những cái điều cao hơn thì không thể nào mà đủ cả. Thì lúc đó chúng ta sẽ sống rất là vội vã vào cuộc sống. Đến lúc đó chúng ta quay lại nhìn lại cả chặng đường chúng ta đi, cả một cái thanh xuân, chúng ta chả có cái gì làm cho mình hết. Người ta thường xưa ta nói về cái thần ha, lo quá đó mình sẽ hại ba tử, tại vì ăn không no. Sợ quá sẽ hại thận, buồn quá thở ra hại phổi. Đó, có những cái đúc kết của người xưa, từ xưa tới giờ. Cho nên chúng ta tâm an vừa đủ là được. Cuộc sống đối với nhiều người đó như là một sợi dây kết nối. Họ kết nối với những giá trị tốt đẹp, rồi lấy những tinh túy chia sẻ với mọi người, để rồi từ đó những văn hóa lành mạnh cứ thế mà vươn xa.